Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 25 câu 31 đến 46. Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người và sẽ phân chia họ ra. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc. Ta đầu yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trút giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn. Ta khát, các ngươi không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ, họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy, người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Bài suy niệm theo Linh Mục Nguyễn Tuấn Long. Thời đại hôm nay có lẽ có nhiều thần thánh nhất trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Ngoài thờ phượng tiền bạc và vật chất, con người còn gần như tôn thờ những môn thể thao, các cầu thủ bóng đá, các tài tử diễn viên, các buổi ăn chơi ma túy sa đọa và cờ bạc rượu chè. Sau khi trải qua các cuộc ăn chơi rượu chè, bài bạc trác táng, nhiều người cảm thấy cái lỗ hổng cô đơn trống vắng ngày càng bị khoét sâu và to. Tại sao nhiều người luôn theo đuổi những vị thần này mà cuối cùng họ lại bị cô đơn, trầm cảm, khủng hoảng tâm lý và phá sản tâm linh?
Đó chính là sự khác biệt giữa vị thần mà con người tự đưa lên tôn thờ và Đức Kitô Vua Hòa Bình mà giáo hội mừng kính hôm nay. Giáo hội đặt lễ kính này vào tuần cuối của năm phục vụ để nhấn mạnh Đức Kitô chính là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc của tất cả mọi sự. Ngài là ngôi hai xuống thế để giải thoát con người khỏi tội lỗi và dẫn đưa nhân loại đến sự tự do viên mãn. Đa số vua chúa thường giam cầm người dân trong lo sợ và đói nghèo để dễ cai trị. Chúa Giêsu luôn muốn cởi trói những người bị giam cầm bởi bệnh tật, miệt thị và khinh thường của xã hội. Bởi thế, tin mừng hay phúc âm luôn luôn chính xác theo nghĩa của nó: mừng và phúc. Trở lại với đời sống nội tâm, chúng ta thường xuyên nghe phúc âm trong các thánh lễ. Nhưng thật sự chúng ta có nghe với tâm hồn đón nhận hay không? Nghe tai này rồi qua tai kia thì chỉ có âm, chứ đâu có phúc. Đọc kinh thánh mà không suy, không sống thì cũng chẳng khác gì như đọc tin tức mà không thấy tin mừng. Mệnh lệnh chính yếu mà vị vua của chúng ta luôn muốn chúng ta lắng nghe, đó là sự bình an trong tâm hồn và hy vọng ơn cứu rỗi cuối cùng chỉ có được nhờ vào lòng thương xót và khoan dung của Ngài mà thôi.